mình đang có mặt tại quận Cần Đước, tỉnh Long An các bạn. Trời mưa quá trời mưa, các bạn có thấy mưa không? À, chào mọi người nha. Giờ về quê ăn Tết mọi người. Thì sau một năm làm việc thì cuối cùng hôm nay cũng được nghỉ Tết các bạn. Thì giờ mình đang ở trên đường. Đang trên đường chạy về quê ăn Tết các bạn. Thì ăn cái phần dịch ở dưới quê của mình các bạn. Nha. Đây là những cảnh ở dưới quê của mình đó các bạn. Đang trên đường chạy về. Quá trời mưa nãy mưa. Mưa mưa. Nhà người dân trồng. Đẹp lắm các bạn. Rồi cạnh mình zoom lại gần gần cho các bạn thấy. Đó, mình zoom lại cho các bạn coi nha. Đó, đẹp lắm. Không đẹp lắm các bạn. Zoom đi cho các bạn coi, đẹp lắm. Không đẹp cực kỳ. Bông thả trồng thả vườn nha các bạn. Đây là những cái bông mà nó mới vú à. Nó nở rồi mình đây thì nó đã lên ấy rồi. Bông rồi. Thôi mình sẽ tiếp đây. Sẽ tiếp rồi còn cái chỗ khác không. Cái khác này còn không. Các bạn đi tiếp đây với mình nha. Đây à. Lúa. Nói chung là quê mình là trồng lúa nhiều các bạn. Trồng lúa nhiều. Đây có nhà đồng lúa gặt rồi. Có lúa chưa chín, có lúa chín rồi. Nói chung là đường xá đây cũng ngon lành các bạn, đậu dừa ngon lành. Về tới nhà các bạn. Đó, đường nhà. Đó, nhà ta sửa sổ ăn Tết hết các bạn. Đó, trồng bông kiểu thọ ăn Tết các bạn. Hoa. Vườn bông đẹp quá. Đẹp quá, dừng lại quay xíu rồi đi tiếp. Đó, các bạn thấy vườn bông kiểu thọ tại vườn các bạn. Đó, bông kiểu thọ tại vườn luôn nha. Đó, con này cô đang hái nè. Đó, đây là mình đang quay lại cái cần không nhận họ nha. Tại vườn luôn các bạn. Đẹp lắm các bạn. Đây là vừa chân Tết luôn các bạn. Đó, vườn bông đẹp quá. Đang chạy thắng lại. Quay cái cảnh vườn bông các bạn. Đó, bữa trước thì mình quay ở chợ Cần Đước, bữa nay mình về Cần Đước các bạn. Đó, vườn bông tại chợ tại vườn luôn nha. Đây là nhà dân chuẩn bị ăn Tết các bạn. Đây cái nhà nào cũng sửa soạn rất là đẹp các bạn. Cũng sửa soạn rất đẹp hết rồi. Cũng dọn sạch sẽ hết rồi. Đó, giờ này nhưng mà giờ cũng tối rồi các bạn. Đó, giờ ngày mai nấu canh hết. Là đó, xung quanh hai bên đường. Quê về nhà các bạn ơi, về nhà với mình. Đây nhà mình đây. Có vườn bông nữa các bạn. Chuẩn bị có một vườn bông nữa. Đây trồng tại nhà luôn các bạn. Vườn bông trồng tại nhà đó các bạn. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Đó, bên đây một vườn nữa nè các bạn. Đây một vườn bông nữa các bạn thấy không? Rất là đẹp. Đó. Vườn bông.
cái ngôi nhà trang trí thật đẹp, bên này cũng có giường nữa các bạn, đây cũng có thêm giường nữa nè. Ok mai quá trời đẹp các bạn ơi. Đây chợ đây nhìn lại thấy cảnh này đẹp quá, dừng lại quay xíu cảnh vùng quê các bạn, đây cảnh vùng quê các bạn, đây đây cây mai cực kỳ đẹp, cây mai nhà này cực kỳ đẹp các bạn, nhà các bạn. Nãy mình ở đường lộ nhỏ các bạn, ra đường nhỏ bây giờ mình ra tới đường lớn rồi các bạn ơi. Mình ra tới đường lớn rồi, đây là con đường đi về nhà của mình, lúc này mình tạm thời quay các bạn, quay tới đường đó dừng xe coi có công an không. Chở thôi các bạn, đừng có làm giống như mình nha. Đó các bạn thấy không, xung quanh đường người ta bán bông rất là đẹp. Đó. Đây mình vừa cho xe một tay mình quay á, thì nó nói chung á thì nó không có được đẹp cho mấy, các bạn thông cảm nha, bạn cùng đồng hành về nhà với mình nha, đồng hành với quê với mình nha. Mấy trời mưa các bạn, trời ơi mình mấy ướt nhem nhẹp luôn, nói thôi kệ, cũng quay một clip đi làm sau một năm đi làm về quê nhà như thế nào, cảm giác như là làm sao rồi quê nhà bán xung quanh rồi quê. Đó là quá cái lột nói chung là đừng nghe làm như mình nha, rất là nguy hiểm nha, đang chạy đường lớn nè, đây 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 đây. Chợ lấy con chở đi giao cho ta, chở cho người giao cho người mua các bạn. Thì cảnh bán dưa các bạn, bán dưa của người dân các bạn. Thì bây giờ mình đã ra khỏi địa phận Cần Đước Long An các bạn, các bạn thấy các bạn kính chúc quý khách thượng lộ bình an không. Thôi chào cảm ơn mọi người nha, thì mình cũng xin kết thúc clip ở đây thôi, mình đói bụng quá rồi, mời mọi người ăn hủ tiếu với mình nha, đây là tô hủ tiếu. Thôi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha, nhớ đăng ký kênh và xem video của mình nha, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha, bye bye.